À, bốn bảy Đắk Lắk cả nhà. Đó, từ tỉnh Đắk Lắk mà ghé ở Bãi Tiên Phú Yên để du lịch. Đó, gặp hai em rất là thân thiện nha cả nhà. Đó. Đây là hướng dẫn viên chèo súp nha cả nhà. Cả nhà muốn dùng súp hay là chơi súp thì liên hệ với ông anh này. Cách chèo súp. Làm lớp biển cảm giác thoải mái lắm mọi người. Nằm đó. Lăn tăn vậy á, thoải mái. Quá êm luôn, giống như sông quá thôi. Giống kia. Giờ thử miếng thử nha. Món này thử món súp thái siêu cay, món giò súp thái siêu cay của hậu tự tay. Đây là em sắc cái ông tham một cái coi. Ra tụi đang cá chừng gì là tụi đang thấu mình biết. Hợp lý không? Ngon. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà và các bạn nha. Hôm nay hai anh em là cũng một cái địa điểm rất là quen thuộc, Bãi Tiên nha cả nhà, biển Bãi Tiên, một nơi rất là đẹp. Cái này là hôm nay làm cái món là giò heo chiên giòn, trong rầu sốt nước sốt chấm. Bây giờ bà Hậu là cũng đạo diễn món này luôn, cái nữa phải không? Được không vậy? Được. Xem được chưa? Hên xui. Làm con ăn ngon thì dở ăn dở nha các bạn. Cả nhà, cái giò này là mình làm sạch sẽ và luộc sơ qua rồi. Mình luộc sơ qua để cho nó chín rồi mình bỏ vô mình chiên. Chiên xong rồi chín vàng đẹp rồi bắt đầu là mình làm sốt mình chấm. Nghe cũng hấp dẫn lắm, là trong thằng thấm nha. Dẻo kêu nha. Cái nước chấm là mình ngon hay không là nhờ nước chấm, là cái nước chấm là mình đạo diễn nha, còn cái này là giao cho Hậu đạo diễn. Có được không vậy? Thôi đầu bếp lâu năm mà sao không? Hơi xui. Cái đây hai anh em là tí nữa có anh Trung nữa nha. Anh Trung là thái đồ, anh bên hướng dẫn chèo súp và thể thao dưới biển, thể thao và vui chơi dưới biển nha các bạn. Mình sẽ kết hợp với ảnh, mình sẽ thiết kế cái nước súp là nước súp này là nước súp thằng thánh, nước súp này là chỉ có mình làm được thôi. Bí quyết gia tiền dễ thôi, nhàn bớt thôi, nhàn bớt quăng bơ mười tàu, chỉ có bí quyết gia tiền thôi. Nhưng cái đây cũng chưa truyền cho Hậu được mà. Ô bớt dở ơi, Hậu làm nước súp thôi bị ngon. Ủa, nước sốt này này, nước sốt đây dẻo keo luôn, cực kỳ nhiều ớt. Quá luôn, cực kỳ nhiều ớt luôn nha các bạn. Chút nữa giờ chưa hết đây, cục này về giòn. Ngon món này là Hậu đạo diễn hết tất cả nha cả nhà. Ồ, cái món giò nữa, giò chiên gì giờ chưa có sốt nước ca đây nữa. Giò chiên của Hậu ơi, sốt coca đây luôn, không biết là ngon hay dở đây. Món này món có một không ai nha cả nhà. Đó. Rồi. Giờ sau một hồi làm món để chờ thời gian chờ. Là ra có ông anh đây. Ông anh anh Trung nha cả nhà, ảnh là bên cho thuê súp, hướng dẫn chèo súp. Đây tí nữa mình chơi xong là tí nữa là mình sẽ lên mình dùng món những món ẩm thực của kênh Phương Vlog nữa. Rất là hấp dẫn. Chào cả nhà nha. Đó,
Đây là ông anh nha cái này. Ông anh ổng nói chung là ổng cho thuê các cái shop này này để cho khách du lịch họ chơi. Xin chào mọi người. Hướng dẫn viên du lịch ở đây. À, hướng dẫn viên nè, chèo shop chèo đồ phải không? Ok. Chúng mình chèo shop rồi đây luôn. Rồi. Đó, giờ bắt đầu là bơm lên để lấy hơi, có hơi phải không? Đúng rồi các bạn. Ủa, tính là bơm ở đây cũng nặng hay chứ đâu phải nhẹ đâu. Bơm khoảng chừng 10 PCI nha các bạn. Bơm sụp là bơm 10 PCI. Tại vì nếu mà các bạn bơm đúng như nhà sản xuất quá thì cái sụp nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường keo và tất cả các mọi thứ. Thì mình đang ở ngoài nhiệt độ tới 36 độ C đến 38 độ C. Nên nó tăng cái áp suất lên thì nó dễ hư luôn sụp của mình. Nên các bạn khi mà chơi sập thì các bạn nhớ nhà sản xuất ghi cho các bạn là 15 PCI thì các bạn nên bơm khoảng chừng đâu 10 PCI hoặc là 12 PCI là tốt nhất cho cái sập của mình, nó bền sập. Ấy là cái đây là bây giờ nếu mà có cái tour nào đó họ lập tour là anh cũng nếu các bạn thích đi tour hoặc đi tour luôn á, thích đi order sập từ ở thành phố Nguyên để đi ra cả mọi nơi thì gọi cho mình rồi ok bạn, xuống đây chụp hình thì mình cũng sẽ phục vụ cho các bạn luôn. Rồi sập chơi rồi đó 3-4 tiếng thì nói chung giá cả rất là rẻ các bạn ạ. Rồi. Sao đâu các bạn xuống chơi đi. Chủ yếu là mình trải nghiệm biển nè, đây các bạn thấy biển này. Biển rất là êm và giờ sóng cũng rất là êm như sông luôn mất rồi. Đó giờ mình đây là áo phao nha cả nhà. Đó khi chơi là có áo phao kèm theo. Đó con anh đây này. Đó hướng dẫn tận tình nha. Đó. SOS rồi đó, bài bản. Đó. Chèo lên cho nó căng rồi bắt đầu là mình mới chèo nó mới được nặng đó. Lên cho nó thiệt căng. À, sóng nước biển rất là trong. Mát cạn nữa. Giờ mình dùng cái thử thách mình theo ông anh này. Đó. Ông anh này đi ra quay xa thứ như thế nào? Sống nó êm cỡ nào đó. Hai chân xuống. Rồi. Giờ ảnh treo nè, đó, thấy chưa? Đó. Không? À, chỗ này có đá này. Này qua kia là nó êm hơn ấy. Đó. Xa nha cả nhà. Ra hơi xa rồi á. Lách xa luôn. Đó, giờ mình đứng cái thế này là đi vô nó dễ hơn đúng không? Đó, thấy xa chưa cả nhà? Ra đây còn mấy lý rồi chứ. Biển xanh, biển vàng. À, cũng giống như chèo súp đã chèo mình ra khoảng ra rất là xa nha cả nhà. Đó. Rồi, rất là cảm ơn thầy trong cái gành đá này. Rồi ok. Đưa máy đây. Đấy. Chụp được chưa? Ok chưa? Hay là chụp lại? Hả? Rồi. Đấy, giới thiệu đi, giới thiệu. Giới thiệu em ở đâu đồ chứ sao? À, 47 Đắk Lắk cả nhà. Đó, từ tỉnh Đắk Lắk mà ghé ở Bãi Tiên Phú Yên để du lịch. Đó.
gặp hai em rất là thân thiện nha cả nhà. Ok luôn. Diễn lại, diễn lại. Thôi. Rồi sau một thời gian thì cái món giò hầm sốt thái siêu cay à đúng rồi, sốt thái siêu cay. Đây vô lên, vô lên à, đó nào rồi rồi chưa giờ mời mời ông anh dở sở ơi sở mềm đầu ông ơi qua qua đúng. Qua Tuấn ơi đẹp lắm rồi dữ kia à. Giờ thử miếng thử nhau. Món này thử món sốt thái siêu cay, món giò sốt thái siêu cay của hậu tự tay. Đây là em xém keo pha một cái coi ra tụi đang có chuyện gì là tụi đang nấu một biết hợp lý không? Ngon làm cái gì hợp lý tụi làm biết ba mấy anh em mời cả nhà hết nhau ngồi hấp dẫn ha. Ừ. Mà đây trông lên nữa. Giờ em làm mấy lâu nha. Không. Hết. Đi chưa mà. Chỉ dùng lại cho được cái dụng không dưới đó. Nó đi. Trông vào đâu má không? Giờ ngon. Giờ mềm mà.